Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đầu kim vào máy xoắn nha. Thì đây là cái đầu kim tím bên mình. Và để lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Đó. Các bạn canh một cái trục và các bạn lắp cho nó sát thôi. Và để mà lắp pin á thì các bạn lắp đầu nhỏ nè vào đầu to và đầu nhỏ tương tự như vậy nha. Mình sẽ nhấn nút cho các bạn xem. Để mà để vào máy thì các bạn canh trước ở ngoài.